Vâng, Đỗ Sinh xin chào các bạn nha. Cuốn video thứ hai để chúng ta giao lưu với vườn cảnh anh Phạm Hợp, xã Hải Minh, Hải Hậu, Nam Định. Đây là những cây xanh tầm nhỏ. Tôi muốn gửi đến các bạn trong cuốn video thứ hai đây. Chúng ta cùng nhau giao lưu với anh Phạm Hợp. Cây xanh đầu tiên Đỗ Sinh tiếp xúc đó là một cây có hình dáng rất là đặc biệt. Đó là dáng hình thú. Cái bể đá chúng ta bỏ qua, đây là cái cối giã. Mọi ngày các cụ hay dùng để giã những củ nâu để nhuộm, gọi là quần áo vải nâu đi cấy. Chính đó. Chúng ta bỏ qua cái phần chậu đi, đến phần bệ này. Có chi trước, có chi sau, có đuôi, có mình và có thân cổ ngước lên đây. Còn từ phần bông tán lên chúng ta không bàn nữa, chúng ta chỉ cái bản thân chính của một cây xanh hình thú. Và như anh Hợp có nói chuyện, anh em đến đây cứ thưởng trà và bình luận đánh giá, gọi đây là một cây xanh hình con nghê, cũng đúng thôi, rất giống. Và tuyệt đối không được đục đẽo tạo tác gì để trở thành con nghê, hoàn toàn do từ gốc, từ rễ, từ đường đi của tay cành, đấy mới là cái mà đáng phải trân trọng. Và đây là phía ngược lại. Và bây giờ để cho các bạn đỡ tò mò, tôi hỏi luôn, khi mà tôi đăng tải lên mà có người gọi đến hỏi mua con nghê của anh thì anh báo giá bao nhiêu anh Hợp ơi? Giá con này là 55 triệu ạ. 55 triệu phải không? Vâng ạ. Anh đến cạnh con nghê cái, tôi xin kiểu ảnh để anh em đang chơi nhận biết đây là ông chủ của con nghê. Vâng ạ. Nào, anh nhìn đây nhá. Đỗ Sinh chụp này. Xong rồi. Con nghê bằng một cây xanh Nam Điền. Hai người bê nhẹ nhàng đúng không? Giá 55 triệu. Vâng, rành mạch. Bây giờ Đỗ Sinh chuyển cây tiếp theo. Đây là một cây xanh, vốn dĩ theo tôi thì đánh giá là cây xanh dáng long, được không anh? Được ạ. Long lùn đấy. Nhưng mà rất hay ở cái cây xanh dáng long này là đã ôm một cái này là cái hũ à? À vâng vâng vâng, cái này hay hay đựng tương được ấy. À nước trong này đây. Dễ lại ôm trọn đấy này. Cũng hay. Có một cái chỗ này là anh làm nó vai xuống thì hay quá nhỉ. Tay 3, tay 4 này. Thì nó sẽ tách được cái khoảng cách giữa nó với giữa cái tay 4 với quả phúc. Tạo thành vai xuống có gì đâu, chống một cái và đầu ngoài vam là xong. Nghĩ là chắc được. Cây có cái cốt dáng đẹp đấy. Cây xanh này giao lưu giá thế nào anh Phạm Hợp ơi? Chạy đâu rồi? Bỏ thịt chó đấy, đừng nướng vội. Nói chiêu. Bao nhiêu ạ? À 37 triệu. Ok.
Vâng, tiếp đến chúng ta đến với một cây xanh cũng rất là già đây. Nhưng cây này khả năng là thiếu nước hay sao ấy? Có vẻ héo anh ạ. À, tức là anh đang đẩy, không cho uống nước. Để vặt hết lá, sau đó cho uống vào để bật lọc, thay lá. Cho nên tôi thấy héo rũ. Rồi. Cái cây này giá bao nhiêu anh ơi? Cây tôi đang soi này. Giá là 22 triệu không chậu. À, anh ấy lại tiếc cái bể đá cổ. 22 triệu không chậu. Thế anh giữ cái chậu này để làm gì? Cây thì mất rồi, giữ chậu làm gì? À, đúng, bể đá cũng lâu lắm đấy. 22 triệu. Nó có cái chỗ này hay. Lá rất nhỏ. Rồi, à, ta đến một gốc bằng lăng đây. Ôi, chỗ này ngược nắng quá. Tôi quay sang phía bên này. Cái này anh nhờ người ghép được cho anh vào tường vi thì tuyệt vời lắm. Bởi vì bằng lăng chơi hoa nó chả ra gì. Nhưng mà nuôi tất cả những cái mầm này là mầm tường vi thì anh có một cây rất đẳng cấp. Ghép được, người ta ghép nhiều rồi. Tôi còn có cả một video quy trình ghép có những cây bằng lăng mà người ôm cơ mà, cao 6 mét cơ mà. Mà sau khi trổ hoa tường vi ngửa mặt lên nhìn trông như là một cái cảnh của phim Trung Quốc ấy. Đẹp lắm. Cây bằng lăng. Cứ thế này giao lưu cái bằng lăng này bao nhiêu anh ơi? 4 triệu rưỡi. Vâng. Và đây là một cây rành rành. Anh bảo cây rành rành nhà anh có cây to nữa đâu. Hay cây này đây? Có mỗi cây này. Có mỗi cây này à? Cây rành rành này giao lưu nào anh? Cây rành rành này chỉ 5 triệu ạ. 5 triệu. À, tôi đi quay tôi hay hỏi giá nha, các anh đừng thông cảm nhé. Không lại bảo là cái ông Đỗ Sinh này ông ấy tọc mạch quá, cái gì ông hỏi. Hỏi vớ hỏi vẩn. Nhá, thông cảm tí. Vâng, tiếp đến một cây xanh này. Đấy, cây xanh dáng siêu mà ốc bậu, từ dưới ốc bậu lên này. Cực già. Cây xanh này giao lưu nào anh? Cây này thì 35 triệu ạ. 35 triệu. Vâng. Đây là cây cần thăng. Và tôi được biết anh có một đôi xanh cổ tầm trung đây. Không, xanh đây thì gọi tầm nhỏ thôi được. Hai người bê được ấy. Hai ba người. Một đôi đối nhau giống hệt anh. Không ạ, nó cũng khá
khác đấy ạ. Cây non cây già. Cây kia non hơn à? Vâng ạ. À thế cây này chắc đẹp hơn, anh để chính giữa cửa. Tôi quay một cây này thôi. Cái này giao lưu giá nào anh ơi? Cái này giao lưu thì giá 35 triệu. 35 triệu. Vâng vâng. Xanh cổ. Đúng rồi. 35 triệu. Vâng, và ở vị trí này là cây khế tầm nhỏ đây. Năm ngoái ra được 5 quả. Cây này á? À? Vâng ạ. Ra được 5 quả. Cây này nó là chua hay ngọt? Cây này chua. Chua. Cây khế này giao lưu nào anh ơi? Cây này 4 triệu rưỡi ạ. Vâng, rất là đặc biệt với một cây xanh. Đỗ xin chia sẻ với các bạn, như chúng ta vẫn thường gọi, đường đi của một cái thân chủ rất là kỳ diệu, tạo nên cái dáng huyền chi đảo địa. Cây làm bông tán cũng chưa hoàn chỉnh đâu, nhưng mà chắc cũng không còn mấy nữa, 1-2 năm nữa. Vâng, cái tay đây này, cái thân chủ đưa xuống để tạo cái dáng đảo địa đây, dáng huyền chi đây. Lao tiếp xuống và đặc biệt vòng về phía sau. Cây xanh này anh giao lưu giá nào anh ơi? Cái đấy có 5 triệu thôi ạ. 5 triệu à? Vâng ạ. Chúng ta đến với cây mẫu đơn. Một cây đơn đỏ mà anh làm cái chậu to này kìa. Chậu này tha hồ mà đủ sức. Cây đưa đỏ thân 1. Vâng, trước khi kết thúc với cuốn video thứ hai, cũng là hai cuốn tôi giới thiệu với các bạn giao lưu vườn cảnh anh Phạm Hợp, chúng ta đến với 3 tác phẩm nữa trên cái mâm xoay. Đầu tiên đó là cây xanh. Một cây xanh Nam Điền, già cút kít luôn. Anh quay hộ tôi tí. Và một cây tầm nhỏ, một người bê. Đấy, anh cứ quay từ từ đi. Cây này mà giao lưu giá bao nhiêu anh? 3 triệu rưỡi. 3 triệu rưỡi. Và được rồi, chuyển cây khác nhé. Chúng ta đến với cây si này. Ôi, cái chậu này cũng là chậu lâu năm rồi đấy. Chậu xanh. Có búp đỏ không anh? Búp hồng ạ. Búp hồng.
tiếp 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 để nhìn nốt cái góc bệ này. Rồi cây này anh giao lưu nào anh? Cây này thì 3,5 triệu ạ. 3,5 triệu. Ok, mời anh. Vâng, đây là tác phẩm đề, một cây đề trắng. Đề trắng hay là đề đỏ? Đề trắng. Đề trắng, đúng không? Cái da này là đề trắng rồi. Nhưng mà phải nói nó chùn ác ấy. Cũng là những cây đề rất là già, cốt trọng lâu. Bao năm này mới có được cái da cây đề như này. Cây này giao lưu thế nào anh ơi? Cây này là 5 triệu rưỡi ạ. 5 triệu rưỡi? Vâng. Thánh quan thầy An Tôn ạ. Ở thành Padova, vâng. Đạo Nha. Người sống và sinh ra là tại Bồ Đạo Nha. Đẹp quá. À, non bộ này tự anh đắp à? Vâng ạ. Vâng, anh đưa bức tượng của thầy vào quá đỉnh cao. Quá đẹp. Vâng, nó ngược sáng đâu mà tôi hơi phải lách ống kính thế này. Vâng, mỉm cười với con chiên, mỉm cười vui với đạo. Rất là tuyệt vời. Tạ ơn người, tạ ơn Chúa. Vâng, đến đây Đỗ Sinh cũng xin chia tay với nhà vườn anh Phạm Hợp. Xin chúc anh Phạm Hợp nhiều sức khỏe và vui với đam mê của mình. Chúc các bạn chúng ta nhanh chóng vượt qua mùa dịch Covid-19. Cuộc sống bình yên trở lại, nối tiếp đam mê. Đỗ Sinh được chia sẻ nhiều hơn nữa đến với công chúng yêu bonsai trên cả nước. Xin chào và hẹn gặp lại ở những chương trình sau.